Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 27 tháng 7, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chúng ta cùng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, lòng biết ơn chân thành, sự tri ân sâu sắc vì những đóng góp hy sinh của các thế hệ đi trước để đất nước quê hương có được độc lập tự do. Đó cũng là động lực để mỗi chúng ta phấn đấu cố gắng hơn nữa nhằm đưa đất nước quê hương phát triển và phồn vinh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục phản ánh tới quý vị và các bạn những hoạt động tri ân diễn ra trên địa bàn tỉnh với những nội dung đáng chú ý. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại huyện Kim Động. Tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới Central Retail dự định đầu tư vào tỉnh Hưng Yên. Triển khai công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Vượt dự toán thu ngân sách cả năm, Hưng Yên nằm trong 10 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách 6 tháng cao nhất cả nước. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tối qua, tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại chương trình thắp nến tri ân, tuổi trẻ tỉnh Hưng Yên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao đóng góp sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Tuổi trẻ toàn tỉnh nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, viết tiếp và thắp sáng lên ngọn lửa truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam, của bộ đội Cụ Hồ và các thế hệ thanh niên Việt Nam, nguyện chung sức đồng lòng ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, phát huy sức trẻ, tinh thần sáng tạo, xung phong tình nguyện, nâng cao ý thức cách mạng, góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng trên 1.000 cán bộ đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân, dâng hương trên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, đồng thời tặng 10 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tổ chức đồng loạt chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào tối ngày 25 tháng 7 ở cấp huyện và cơ sở. Chiều qua, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về dâng hương tại đền thờ liệt sĩ huyện Kim Động. Tham gia dâng hương có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi dâng hương, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp nối truyền thống của các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam quyết tâm phát huy trí tuệ, đoàn kết thống nhất, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tiếp tục tích cực quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, tích cực giải quyết kịp thời các vấn đề tồn đọng sau chiến tranh. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tiếp và làm việc với tập đoàn Central Retail tại Việt Nam do ông Oliver Glangley, Tổng Giám đốc tập đoàn, làm trưởng đoàn đến tìm hiểu đầu tư tại Hưng Yên. Central Retail là tập đoàn bán lẻ và bất động sản hoạt động tại Việt Nam từ năm 2011 trên nhiều lĩnh vực như siêu thị, đồ điện tử, đồ dùng thể thao, thời trang, phát triển trung tâm mua sắm, khách sạn, thương mại điện tử. Tập đoàn sở hữu gần 270 cửa hàng và trung tâm thương mại trên cả nước với các thương hiệu như Big C, Go Việt Nam. Tại buổi làm việc, ông Oliver Langlis, Tổng Giám đốc tập đoàn mong muốn thời gian tới, Central Retail được đầu tư và phát triển trung tâm thương mại tại thành phố Hưng Yên. Tập đoàn cam kết sẽ tạo công việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đồng thời phối hợp đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh Hưng Yên phát triển rộng rãi trong hệ thống và ra nước ngoài.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa hoan nghênh tập đoàn Central Retail đầu tư vào tỉnh Hưng Yên, đồng thời giới thiệu khái quát những tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế, trong đó nhấn mạnh những thế mạnh về vị trí địa lý, giao thông, lao động, công tác quy hoạch, cơ chế, chính sách trong thu hút đầu tư, thị trường tiêu thụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh Hưng Yên luôn tạo cơ chế thuận lợi cho các nhà đầu tư vào địa bàn. Để triển khai dự án đầu tư, đồng chí đề nghị Central Retail phối hợp với các sở ngành của tỉnh chuẩn bị các thủ tục đầu tư, đồng thời giao các sở ngành liên quan đồng hành cùng tập đoàn để triển khai dự án trung tâm thương mại tại thành phố Hưng Yên một cách thuận lợi và nhanh chóng. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Năm 2021 ghi nhận thành công vượt bậc của tỉnh Hưng Yên trong lĩnh vực thu hút đầu tư cải cách hành chính khi tăng bậc ở 4 chỉ số phản ánh nền hành chính. So với năm 2020, chỉ số cải cách hành chính BIDEX tăng 10 bậc, xếp thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước CPAS tiếp tục duy trì thứ hạng cao, xếp thứ 3 trên 63 toàn quốc. Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công PAPI tăng tới 39 bậc, xếp thứ 5 trên 63 tỉnh thành. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tăng tới 14 bậc, vươn lên xếp thứ 39 trong bảng xếp hạng PCI toàn quốc. Đây cũng là năm tỉnh Hưng Yên đạt tổng điểm cao nhất qua 17 năm thực hiện xếp hạng. Tại hội nghị, có nhiều tham luận đóng góp kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của các đơn vị địa phương để góp phần vào kết quả chung của tỉnh trong lĩnh vực cải cách hành chính. Tôi đặt vấn đề đầu tiên là cái con người đào tạo bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện các cái nhiệm vụ. Chúng tôi đã thành lập các cái tổ kiểm tra công vụ thực hiện cái cải cách hành chính, kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở trong cái việc thực hiện cái nhiệm vụ này. Rất phấn khởi là 5 năm liền, Ủy ban Lâm chúng tôi cũng là đơn vị đứng đầu của cả tỉnh về thực hiện cải cách hành chính. Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng đã chỉ đạo các cái cơ sở đào tạo nghề, đặc biệt là các cái trung tâm dịch vụ việc làm đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao động. Gắn cái đào tạo nghề giữa ba bên nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp để đào tạo người lao động theo đúng nhu cầu của thị trường, tăng cường các cái công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động để các cái doanh nghiệp để người lao động có các cơ hội tìm đến nhau được tuyển dụng và các vị trí làm việc phù hợp. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng biểu dương Sở Thông tin Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, các huyện Kim Động, Phù Cử, Văn Lâm đã có sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trong tháng 6 và tháng 7, đồng thời nhắc nhở đôn đốc một số đơn vị có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến còn thấp. Đồng chí nhấn mạnh những kết quả đạt được cho thấy nếu có sự quan tâm, quyết tâm vào cuộc thì ngay lập tức tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến sẽ được cải thiện rõ rệt. Các chỉ số phản ánh nền hành chính cho thấy năng lực hoạt động của hệ thống chính quyền các địa phương, đơn vị giờ đây đã được thể hiện bằng những con số cụ thể, những việc làm có thể đo đếm, định lượng được. Chúng ta sẽ phải tiếp cận thêm một cái bước mới, tức là nhận thức đúng rồi. Thế nhưng mà tất cả cuối cùng thì sẽ phải đi vào những cái việc là xác định được cái gì là cái duy trì và cái gì là cái mà tiếp tục phải cải thiện. Với mục tiêu như thế, tôi cũng đề nghị là những cái chương trình kế hoạch mà chúng ta đã ban hành rồi thì phải được thực hiện và phải được cụ thể hóa bản kế hoạch mà sau khi áp dụng vào ngành lĩnh vực địa phương mình thì phải khả thi. Các cái cơ quan chức năng của tỉnh nói chung thì cần phải có cái tác nghiệp, có cái phối hợp nhận diện những cái khó khăn vướng mắc thì bảo để tháo gỡ kịp thời. Chú ý là phải cập nhật liên tục quy hoạch này, kế hoạch này, thế rồi chương trình, thế rồi đề án v.v. để đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp công khai nó minh bạch. Và như vậy thì cái cùng với cái thông tin thì cái việc mà là tiếp cận cái ý kiến phản ánh thì mình giải quyết kịp thời. Muốn có một cái chỉ số tốt của cả tỉnh thì nó phải trên cơ sở cái chỉ số tốt của từng địa phương, từng sở ngành, nhất là các đồng chí đứng đầu đôn đốc cái kiểm tra giám sát theo và cái đánh giá thường xuyên. Thậm chí trong quá trình đó thì những cái gì khó khăn vướng mắc thì phải có cái tháo gỡ giải quyết kịp thời. Chúng ta chỉ có thể thành công, chỉ có thể duy trì và tiếp tục cải thiện các cái chỉ số bằng chương trình, bằng kế hoạch, bằng cái quan điểm lãnh đạo chỉ đạo, cũng bằng các đo đếm đối với cái phạm vi quản lý của mình, thì để làm sao đó mà
mà những gì chúng ta đã có được hôm nay thì tiếp tục là duy trì và tiếp tục là cải thiện. Đề cập đến việc giải quyết vấn đề thiếu biên chế trong bối cảnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương quan tâm thực hiện tự chủ tài chính. Trước mắt là đối với ngành giáo dục, mỗi địa phương cần chọn ít nhất một trường học tại nơi có điều kiện xã hội hóa để xây dựng đề án tự chủ tài chính và đơn giá dịch vụ phù hợp. Ủy ban dân tỉnh cùng với Sở Kế hoạch này. Chương trình xin được tiếp tục trở lại với các thông tin về hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Văn Lâm. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đến thăm tặng quà gia đình bà Đỗ Thị Gái, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Khách ở thôn Phạm Kham, xã Lạc Hồng, bà Dương Thị Lũy, vợ liệt sĩ Vũ Ngọc Chuật ở thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh. Dịp này, huyện Văn Lâm cũng tổ chức thăm hỏi tặng quà cho gần 2.600 người có công, thân nhân người có công. Huyện trích ngân sách gần 520 triệu đồng và vận động xã hội hóa được nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ công tác đền ơn đáp nghĩa. Tiêu biểu như tập đoàn Vingroup dành tặng 21 suất quà, mỗi suất 15 triệu đồng cho các thương binh nặng, tặng 3 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng cho 3 bà mẹ Việt Nam anh hùng hiện còn sống của huyện Văn Lâm. Sự lễ thắp nến tri ân tại huyện Văn Giang có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy. Thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Văn Giang đã ra quân chỉnh trang làm đẹp các đền thờ, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, ca ngợi truyền thống quê hương đất nước. Tại lễ thắp nến tri ân, các đồng chí lãnh đạo và đoàn viên thanh niên huyện Văn Giang bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương vì nền độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Sự lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại huyện Kim Động có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, trên 2 vạn thanh niên huyện Kim Động đã hăng hái lên đường chiến đấu, trong đó có trên 2.600 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn thương bệnh binh vĩnh viễn mang trên mình thương tật và để lại di chứng cho các thế hệ con cháu. Toàn huyện có trên 15.000 người được tặng thưởng huân huy chương và bằng có công với nước, 220 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 6 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 3 anh hùng lao động, 8 xã thị trấn và huyện được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Công ty cổ phần Tiên Hưng có trụ sở tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ. Chiếc quỹ phúc lợi của công ty gần 400 triệu đồng tặng quà cho gia đình chính sách người có công, tặng 325 suất quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ tại huyện Tiên Lữ, Ân Thi, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng, tặng hơn 100 suất quà cho công nhân viên đang làm việc tại công ty. Công nhân có bố mẹ hoặc vợ chồng là thương binh, liệt sĩ, mỗi suất quà trị giá 1 triệu 500 nghìn đồng. Lãnh đạo công ty đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gừng tại thôn Trịnh Mỹ, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ. Dịp 27 tháng 7 năm nay, công ty cổ phần Bảo Hưng ở xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên trao tặng trên 100 suất quà trị giá gần 100 triệu đồng cho người lao động có bố mẹ là thương binh, liệt sĩ đang làm việc tại công ty và tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu ở thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động là xã Bảo Khê, Hùng Cường, Phú Cường, Hiệp Cường, Ngọc Thanh, Hùng An. Đây là các địa phương có đông người lao động đang làm việc tại công ty. Hiện công ty đang tạo việc làm cho hơn 700 lao động và tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất. Riêng về nhà xưởng thì chúng tôi mới đầu tư khoảng gần 20 tỷ để lắp toàn bộ hệ thống điều hòa nhà xưởng sản xuất để người lao động là các bạn có sức khỏe, mà sức khỏe thì năng suất sẽ tốt hơn. Và về thiết bị thì chúng tôi năm là chúng tôi đầu tư khoảng tầm xấp xỉ khoảng 10 tỷ là chúng tôi là đầu tư vào cái công nghệ máy móc hiện đại, là cứ đặc chủng máy móc hiện đại là mới là chúng tôi đầu tư. Năm 2021, lương bình quân của người lao động trong công ty đạt 10 triệu đồng một người trên tháng. Thưởng Tết đạt 18 triệu đồng một người. Năm 2022, công ty đã ký đơn hàng đến hết tháng 11, chủ yếu là hàng jacket xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu, góp phần đem lại thu nhập cao, giúp người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp.
Theo Bộ Tài chính, tỉnh Hưng Yên là một trong 10 địa phương có số thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm cao nhất cả nước với trên 26.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 6, tổng thu ngân sách cả nước ước đạt trên 940.000 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội là địa phương có số thu ngân sách cao nhất của cả nước. Hưng Yên đứng thứ 9 trong tổng số 63 tỉnh thành phố với tổng thu đạt trên 26.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa gần 24.000 tỷ đồng, đạt trên 150% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng 300% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu là từ số thu tăng thêm từ thu tiền sử dụng đất đạt trên 18.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt trên 6.000 tỷ đồng cũng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, cho thấy các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh được duy trì và phục hồi. Ước tính đến hết năm 2022, Hưng Yên sẽ thu ngân sách đạt khoảng 42.000 tỷ đồng, là năm có số thu cao nhất từ trước đến nay. Trong khi nhiều địa phương đang quyết liệt triển khai kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, thì xã Đào Dương, huyện Ân Thi để 5 hộ xây dựng trái phép công trình kiên cố trên đất nông nghiệp với diện tích trên 1.500m². Thông tin chúng tôi nhận được từ người dân xã Đào Dương qua số điện thoại đường dây nóng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Đây là chuồng nuôi bò có diện tích hơn 300m² của hộ gia đình ông Bùi Văn Thủy, thôn Đào Xá. Công trình đang xây dựng vẫn chưa hoàn thành. Giải thích cho việc xây dựng trái phép, ông Thủy cho biết do gia đình đã hết thời hạn thuê điểm nuôi nhốt bò tại xã Bãi Tẩy nên mới xây dựng trên vùng đất trũng của gia đình để nuôi bò. Tất cả cái diện tích ở dưới này là vùng trũng mà rất là xa dân mà không có ảnh hưởng đến ai cả. Tức là làm xong bắt đầu anh mới xuống nhắc nhở. Tức là làm cái nán nó đơn giản thôi thì anh mới nhắc nhở. 4 hộ còn lại gồm hộ gia đình ông Đào Văn Tuấn, Phạm Văn Bông, Phạm Văn Ngói và Bùi Văn Trường. Trong đó có công trình xây dựng vi phạm lần 2, trong đó lần 1 xây từ năm 2018 đến năm 2019. Sau khi Ủy ban Nhân dân xã đình chỉ, thì đến nay tiếp tục xây dựng thêm như lập mái và lắp đặt hệ thống chống nóng cho chuồng trại. Đây là khu chuồng lợn của hộ gia đình ông Đào Văn Tuấn ở thôn Đào Xá. Công trình xây dựng trái phép này đã cơ bản hoàn thành với tổng diện tích là 500m². Hộ ông Trường là gần 300m², hai hộ còn lại xây dựng trái phép xấp xỉ 200m². Qua tìm hiểu, ông Tuấn cho biết lại tiếp tục xây dựng do áp lực với nuôi lợn trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, nên công trình xây và lập mái đã được hơn một tháng nay. Nhà tôi thì đấy, chăn nuôi trong nhà tôi có những lúc lên 300 con lợn, về môi trường nó ảnh hưởng nên tôi chỉ mong muốn rằng là tôi chuyển cái lợn của gia đình tôi trên nhà xuống đây để tôi tránh ô nhiễm môi trường cho dân, mà thứ hai là làm kinh tế gia đình. Em mong các cấp là xem xét cho tôi. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đào Dương đã khẳng định việc xây dựng công trình của 5 hộ là sai. Tôi thì mới chuyển về đây thì đương nhiên cũng được cái lá mắt thể hình này cho dân. Nhưng ngược lại thì dân cũng lại không thực hiện cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Có như thế vẫn thương cố nén nút được thực hiện, tuyên truyền cho dân để tự tháo dỡ. Để nhiều cá nhân xây dựng trái phép chuồng trại trong thời gian dài mà không có biện pháp gì, bên cạnh trách nhiệm người đứng đầu chính quyền xã Đào Dương là cán bộ địa chính xã, người trực tiếp làm chuyên môn giám sát trực tiếp và thay đổi hiện trạng đất nhưng không tham mưu và đề xuất hướng giải quyết. Như chúng tôi đã đưa tin, tối ngày 24 tháng 7 tại thôn Đồng Than, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ xảy ra vụ án mạng giữa hai người có quan hệ họ hàng thân thiết, làm một người tử vong. Đến nay, lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ vụ việc. Sau mâu thuẫn trong việc vay nợ, Phạm Văn Huấn sinh năm 1978 ở thôn Đồng Than, xã Đồng Than đã dùng dao bầu dùng để giết mổ lợn đâm 2 nhát vào ngực và lưng của người em con rể ruột và ở cùng thôn. Hậu quả, người em tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Yên Mỹ nhanh chóng triển khai lực lượng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và truy tìm thủ phạm. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Phạm Văn Huấn đã cúi đầu nhận tội. Ngày 26 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Huấn về hành vi giết người và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin quốc tế.